Xin chào tất cả các bạn, mình là Đào Liên Hương đây. Hiện Hương đang làm đại lý mỹ phẩm Hàn Quốc Shiseido do công ty Trâm Đạ phân phối trực tiếp tại thị trường Việt Nam. Hôm nay Hương làm video clip này để chia sẻ cho các bạn biết một siêu phẩm dành cho làn da khô nhé. Sau khi xem xong video clip này thì mình nghĩ rằng là các bạn đã tìm được cho mình một sản phẩm cấp nước cho cái làn da khô của mình vô cùng hiệu quả đấy ạ. Và bây giờ các bạn biết rằng là trên tay Hương đang là một hộp kem dưỡng da Shiseido của công ty Trâm Đạ phân phối trực tiếp tại thị trường Việt Nam. Và các bạn thấy rằng là trong cái hộp kem Shiseido đó, nó có một cái thành phần là niacinamide. Đây là một dẫn xuất vitamin B3 thẩm thấu nhanh vào da và nó rất thích hợp cho làn da. Đây là một tinh chất vàng cho làn da của chúng ta đấy ạ. Và trong cái kem dưỡng da Shiseido này á, nó kết hợp với các thảo dược thiên nhiên thì nó giúp cho chống oxy hóa này, rồi giảm thiểu thâm nám sạm da nha các bạn nhé. Và ngoài ra thì nó còn cung cấp nước để dưỡng ẩm cho cái làn da của chúng ta, và nó giúp cho làn da của chúng ta giảm thâm và sạm và nám từ sâu bên trong da, vì nó bảo vệ da của chúng ta suốt một ngày dài nhé. Thì trên tay Hương đang là một hộp kem Shiseido ban ngày của công ty Trâm Tạ đây ạ. Thì như các bạn đã thấy là trong các cái hộp kem này á, nó có vì là cái vỏ hộp rất là mỏng, đây là ưu thế của công ty Trâm Tạ nhé, nên cái lượng kem ở bên trong cái sản phẩm này rất là nhiều. Vì thế các bạn có thể sử dụng một hộp kem như thế này, các bạn sử dụng từ 6 đến 7 tháng mới hết một hộp kem như thế này đấy ạ. Mà nó có một thành phần, nó có cái mùi thơm rất là dịu nhẹ và nó cung cấp rất là nhiều dưỡng chất cho làn da của mình nhé. Thì bây giờ Hương sẽ test một chút cái sản phẩm kem dưỡng da ban ngày Shiseido này cho mọi người coi nhé. Đây là cái chất kem này. Đây. Khi mà các bạn thoa lên da thì nó sẽ cấp cho chúng ta một cái lượng nước và dưỡng ẩm nhất định. Và khi chúng ta thoa lên da thì cảm giác da của chúng ta nó rất là mềm này. Đó, thấy không? Nó rất là mềm và nó có được cấp ẩm tuyệt đối luôn. Và đây là vị cứu tinh của cái làn da khô của chị em mình nhé. Và khi các bạn thoa lên da như thế này là các bạn cứ massage như thế này là và nó thấm trực tiếp, nó thấm sâu vào trong da của chúng ta luôn. Vì thế đây là một siêu phẩm dành cho làn da khô nhé. Chị em nào có làn da khô, làn da bị bong tróc và khô sần sùi lên thì đây chỉ cần các chị em thoa thôi, thoa lên là cái làn da của mình sẽ được mướt mịn liền. Ngoài ra thì nó sẽ giúp cho chúng ta, da của chúng ta trắng sáng bật tông một chút nhé. Và chúng ta cứ dưỡng da hàng ngày thì cái làn da của chúng ta sẽ được trắng sâu từ bên trong và giúp da của chúng ta mềm mịn như là da của những cô gái xứ sở kim chi đấy ạ. Và một hộp kem dưỡng da ban ngày như thế này chỉ có giá là 595.000. Khi các bạn mua một hộp kem dưỡng da ban ngày như thế này thì mình sẽ tặng kèm cho các bạn một mặt nạ nhé. Mình sẽ tặng kèm cho các bạn mặt nạ. Đây là mặt nạ dưỡng da cao cấp của Hàn Quốc. Đây là mặt nạ trà xanh nhé. Khi các bạn đắp mặt nạ này lên, nó cũng giúp cho các bạn, làn da của các bạn được trắng sáng và giảm thâm, giảm mụn và giảm từ sâu bên trong luôn. Và bịch mặt nạ này có giá trên giá website là 75.000 một miếng nha. Nhưng mà mình sẽ tặng cho các bạn kèm theo với cái hộp kem dưỡng da Shiseido như thế này. Khi các bạn mua hai hộp kem dưỡng da Shiseido ban ngày như thế này, các bạn sẽ được tặng kèm một hộp kem chống nắng nhé. Rồi, các bạn muốn biết thêm nhiều những thông tin hữu ích khác về mỹ phẩm Shiseido Hàn Quốc của công ty Trâm Tạ thì inbox vào Facebook cho mình là Đào Liên Hương, số điện thoại là 0966053399. Mình sẽ tư vấn cho các bạn cụ thể hơn nhé. Và các bạn nhớ theo dõi và like kênh YouTube của mình để nhận nhiều những giá trị hữu ích khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.